sử dụng máy kính. Xin chào mọi người, hôm nay hãy cùng em Lộc VAC tìm hiểu khi sử dụng máy kính thông tầng. Đây là 5 lưu ý quan trọng mà bạn nhất định phải biết để đảm bảo chất lượng và hiệu quả. 1. Độ dốc hợp lý. Đảm bảo máy kính có độ dốc đủ lớn để nước mưa có thể thoát nhanh chóng, tránh tình trạng bám bẩn và đọng nước trên bề mặt kính. Điều này giúp duy trì độ sáng và sự sạch sẽ của máy kính trong thời gian dài. 2. Kích thước ô kính. Ô kính nên được thiết kế rộng hơn so với ô thoáng, mỗi cạnh ít nhất 10 cm. Điều này giúp ngăn nước mưa chảy ngược lại vào trong, bảo vệ nội thất và giữ cho ngôi nhà luôn khô ráo. 3. Khe cắt nước. Hãy chắc chắn rằng máy kính được thiết kế với khe cắt nước. Đây là yếu tố quan trọng giúp ngăn chặn nước xâm nhập vào bên trong trong quá trình các khe hở, đặc biệt là trong những trận mưa lớn. 4. Chọn loại kính phù hợp. Nên sử dụng kính cường lực dày ít nhất 10 mm. Với thời tiết khắc nghiệt vào mùa hè tại Việt Nam, kính dày hơn không chỉ đảm bảo vệ an toàn mà còn giúp chống nóng hiệu quả, giữ cho ngôi nhà luôn mát mẻ. 5. Keo silicone chất lượng cao. Lựa chọn loại keo silicone tốt nhất là rất quan trọng để đảm bảo sự kết dính và độ bền của máy kính. Điều này sẽ giúp tránh tình trạng thấm, rột và hư hỏng theo thời gian. Cuối cùng, hãy lựa chọn một đơn vị thiết kế và thi công uy tín. Một đơn vị có kinh nghiệm và chuyên môn sẽ mang lại chất lượng cao cho ngôi nhà của bạn, giúp bạn yên tâm về độ bền và thẩm mỹ của máy kính thông tầng. Xin mời mọi người cho thêm ý kiến về vấn đề này nhé. Nếu cần tư vấn về xây dựng và thi công trọn gói, mọi người hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0337569554. Lộc Mai GEC cùng bạn kiến tạo ngôi nhà đẹp.